Hai. Chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì ngày 13 tháng 8 nha anh em. Mình có review về mình và tình hình dịch bệnh quá thì anh em chúc anh em có một là buổi tối sức khỏe và đầy niềm vui để có thể chống dịch qua mùa dịch này nha. Rồi thì em cũng không có gì hơn thì mấy nay thì dịch bệnh thì em cũng ở nhà ráp máy xe với làm test đầu cho anh em. Thì anh có nhiều khách đã chốt mà hàng thì gửi đi rồi mà hơi lâu xíu nha, thì anh em hãy có gì thông cảm bỏ qua nha. Thì từ từ nó tới, hết dịch bệnh thì nó tới nha anh em. Những hàng hóa thì giờ thì đi mua thì cũng không có nữa, mua thì cũng không được, đi ngoài đường thì cũng không được, còn hàng ở nhà thì còn được ít nha chứ không được nhiều. Rồi và mình sẽ test mấy test đầu đuôi xe. Rồi thì cửa hàng của mình thì giờ cũng nó cũng ít lại rồi anh em ơi, chứ không có nhiều nữa. Rồi mình sẽ tiện video clip này mình sẽ test một cái đầu cho anh em tham khảo, đầu Tia, rồi đầu MS 310 nha. Rồi thì lúc trước cửa hàng thì mình cũng rất nhiều nha anh em. Nay thì cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ mình, và đã hàng thì nó vẫn còn nhưng mà còn ít nha, không đủ để cho anh em. Nếu mà hết dịch thì bao nhiêu thì cũng đủ rồi. Thì anh em nào cần thì alo mình nha. Rồi giờ thì mình cũng test hai cái đầu Tia nha. Đó, một đầu Tia đang MS 313 nha anh em. Đó, con này còn rất là đẹp nha. Con này thi sứ lòng sứ nè, Tia lòng sứ, lòng đen luôn nha. Lòng đen là rất là đẹp nha anh em. Con máy móc còn rất là mới luôn nha. Đó. Thì mình cũng ít chơi Tia thì mình giờ mình muốn chơi qua hàng Tia phun thuốc cho anh em. Đó. Giá thì vừa vừa cho anh em xài. Còn mấy con kia cao áp. Đó. Rất là mới, Tia và dài lắm nha anh em. Tia cỡ 45 nhiều nha anh em. Ở đầu thì nó hơi tróc xíu nè, tróc chỗ này, tróc chỗ này nha. Đó, thì em mua bán thì em bán nói rõ ràng cho anh em nha, chứ không có giấu giếm gì hết á. Anh em nào thì tin tưởng thì ủng hộ cho mà cho em. Giá cả thì em sẽ báo trực tiếp qua video của mình luôn nha. Con này ốc 7 màu luôn nha anh em, rất đẹp luôn. Đó, nhớ kiên luôn nha. Đó, rất là mới luôn nha anh em. Qua mặt inox của đây anh em, con này cỡ motor cỡ 2 người 3 người là xịt phun thuốc nha, rửa xe thì rất là êm luôn nha. Nó lưu lượng nước của nó đây, lưu lượng nước của nó tầm 26 đến 32 lít nha. Đó, vòng này là vòng tua của nó này 900 đến 1.000 ốc, nó xài cỡ 2.6 đến 1 kg nha, 1 kg đến 2.6 kg nha anh em. Đó, đầu Maru MS 313. Con này cũng giống như Maru MS 310 nha. Trước mình có quay rồi thì mình lựa hàng Tia đẹp rồi mình bán hết cho nha anh em. Rất là ngon, rất là đẹp nha. Rồi giờ mình sẽ test tải clip nha. Test tải cho anh em. Đó, mình đang xài bét qua cái bét 2 ly rưỡi luôn nha anh em. 2 rưỡi. Đó, con này sẽ bét nha, 2 rưỡi. Đó, máy đang chạy luôn nha, đang rất là xa luôn nha. Con này anh em mà chụp thuốc rửa xe sắp tải sẽ bét này được luôn nha, bét rất xa nè, thấy không?
nha anh em. Anh em thấy không, lực nó ra rất mạnh luôn nha. Anh em thấy không, máy đơn chạy luôn nha. Đó, cái lực của nó ra đây. Áp của nó cỡ 50 đến 70 nha anh em. Bắn là rất xa luôn nè. Đó, anh em thấy không? Giờ thì đường cái thì vắng hiu hết. Không có người. Đó. Giờ một mình test thôi thì mình cũng tận dụng mình thôi nha anh em, chứ không có ai hết. Đó. Thì con này thì em cũng báo giá cho anh em luôn nha, con này bán cho anh em 4,5 triệu nha, giá 4,5 triệu nha anh em. Đó, đầu rất đẹp luôn nè. Đó, chỉnh áp của này, chỉnh áp rất là xịn sò luôn nha anh em, thấy không, chỉnh áp đây. Ừ, rất là to. Ừ, này xài hai vòi là vô tư nha anh em, hai vòi xịt ra hai vòi nha. Ừ, con này 4,5 triệu. Rồi mình sẽ giới thiệu anh em một con nữa, một con MS 330 nha. Ừ, cũng tia luôn mà tia làm trắng nha, con này cũng đời mới nha anh em. Hai con, mấy con này tia là từng đời mới hết nha. Ừ, ốc là 7 màu luôn nha, rất đẹp luôn nha. Ừ, nhớt nhau thì còn rất là nguyên riêng luôn nha anh em. Con này em cũng test video hết cho anh em. Đó, hai con tia. Con này 4,5 triệu nha. Con này giá 4,5 triệu, con kia 4,5 triệu nha. Đó. Con này xịt mạnh hơn con này. Đó, con xịt rất là mạnh nha. Hai con đều rất đẹp. Rồi. Rồi mình đã test con đầu MS 33 nha anh em. Đó, thì anh em muốn thì alo cho em, giá nó 4,5 triệu, chưa gồm phí vận chuyển luôn nha. Đó. Rồi cảm ơn em đã xem hết video clip mình. Thì cuối video clip em cũng chúc anh em có một sức khỏe dồi dào để chống dịch bệnh Covid nha anh em. Rồi cảm ơn em, anh em xem nha. Nhớ hay thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nha. Rồi, anh em xin chào, tạm biệt anh em nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em các video clip khác.